tất cả chúng ta đều có một người bạn bị ám ảnh bởi rượu một người thực sự có thể thưởng thức các nước hương của blackberry và sồi trong khi chúng tôi tự hào về bản thân vì đã nhận ra rằng đó là carbonate trà còn ra người bạn hợm rượu của bạn có thể dính líu gì đó rượu từ lâu đã được cho là có lợi cho sức khỏe của chúng ta miễn là nó được tiêu thủ trong điều độ thông thường rượu vang đỏ thu hút mọi sự chú ý nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rượu vang trắng có thể có lợi ích sức khỏe như nhau tất nhiên không phải tất cả đều có nắng và nho nếu bạn thường thưởng thức một ly rượu vang sau khi thư giãn sau một ngày dài đây là những gì bạn cần biết về tác động của ly vino hàng ngày đến cơ thể của bạn. Tăng tuổi thọ. Thưởng thức một ly rượu vang hàng đêm có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu cho thấy những người uống rượu vang thường xuyên có tỷ lệ tử vong thấp hơn 34%, hơn bia hoặc rượu của họ. Và nếu bạn sống lâu hơn, bạn cũng có thể trông trẻ hơn khi ở đó, phải không? Bạn có thể cảm ơn các nhà nghiên cứu tại trường Y e. Harvard về điều này. Hợp chất resveratrol được tìm thấy trong rượu vang đỏ có liên quan đến việc chống lão hóa và đặc tính chống viêm. Nếu bạn không phải là một người uống rượu, bạn vẫn có thể gặt hái được những lợi ích ngoài việc tìm thấy hợp chất này trong rượu văn đỏ bạn cũng có thể nhận được nó từ việc ăn nho quả việt quất nam việt quất và các loại hạt giấy về tê lịch kích hoạt một con đường chống lão hóa trong cơ thể giúp kéo dài tuổi thọ vì vậy uống lên tuy nhiên mối liên hệ này chỉ được tìm thấy ở những người uống rượu vừa phải vì vậy hãy thường xuyên uống toàn bộ tụi mình đóng chai có thể vui hơn nhưng ít có lợi hơn các bác sĩ cho biết một ly rượu vang mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ của bạn chúc mừng nút chặn trái nắng một cách khác mà ly rượu của bạn có thể khiến bạn trông trẻ hơn là nó bảo vệ làn da của bạn từ mặt trời một nghiên cứu của Tây Ban Nha trên tạp chí nông nghiệp thực phẩm và hóa học cho thấy rằng các chất chống oxy hóa trong rượu vang có thể giúp ngăn ngừa phản ứng hóa học do tia UV gây ra cho cơ thể con người. Flavonoid, chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nho, có thể ngăn chặn quá trình hóa học giết chết giả, tế bào và dẫn đến cháy nắng. Vì vậy, lần tới khi bạn và bạn bè của bạn thưởng thức margarita trên bãi biển, hãy thay vào đó là một loại rượu vang đỏ ngon, trái tim khỏe mạnh. Rượu vang đỏ từ lâu đã được cho là có tác dụng bảo vệ trái tim của chúng ta vì nó có chứa tannin, chất có procyanidin bảo vệ chống lại bệnh tim. Tannin là các hợp chất trong rượu vang gây ra vị khô đó. Để có được nhiều procyanidin nhất cho số tiền của bạn, hãy gắn bó với các loại rượu vang từ miền Tây Nam nước Pháp. Những chất chống oxy hóa trong rượu vang đã được chứng minh là làm tăng cholesterol HDL của chúng ta. Đây là cholesterol tốt, vì vậy chúng tôi muốn có số đó cao. Nếu bạn bị cao huyết áp, một ly rượu vang mỗi đêm có thể là điều bác sĩ đã đặt hàng. Trong số những người đang đối phó với huyết áp cao, đó là những người uống rượu vừa phải là 30%, ít có nguy cơ bị đau tim hơn những người không uống rượu. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường của mình, thư giãn với một ly rượu vang có thể thực sự giúp đỡ. Trên thực tế, một ly rượu vang hàng đêm thậm chí có thể ngăn ngừa tình trạng này. Các nghiên cứu cho thấy những người uống rượu vừa phải có nguy cơ mắc loại bệnh này thấp hơn 30%. Bệnh tiểu đường 2 và uống một ly rượu vang đỏ hàng đêm cũng an toàn cho hầu hết bệnh nhân tiểu đường, chỉ cần đảm bảo không vượt quá giới hạn đó. Và hãy nhìn những gì tôi đã mang theo. Hộp nước trái cây. BFF hư cấu của chúng tôi Karen Walker và Olivia Pope có thể nói khác, nhưng ít hơn là nhiều. Khi nói đến rượu vang làm thuốc, thời gian hạnh phúc, tất cả chúng ta đều có xu hướng cảm thấy thư giãn hơn một chút sau một ly rượu. Những căng thẳng trong ngày tan biến khi chúng ta ngồi ăn tối với bạn bè và gia đình, tận hưởng cuộc trò chuyện tốt và rượu vang tuyệt vời. Nó chỉ ra những cảm giác tốt đẹp cuối cùng sau bữa ăn tối. Theo một nghiên cứu trên BMC Medicine, những người uống rượu vừa phải có thể bảo vệ khỏi chứng trầm cảm. Uống 2 đến 7 ly rượu vang mỗi tuần có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm thấp hơn. Tuy nhiên, một khi bạn uống rượu bia từ mức độ vừa phải đến quá nhiều bạn có thể cảm thấy chán nản thực sự tăng lên bởi vì uống nhiều có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm cao vì vậy hãy duy trì những dung cảm tốt đẹp với một vài ly rượu vang mỗi tuần ngăn ngừa ung thư tất cả chúng ta đã nghe nghiên cứu về rượu vang đỏ và phòng chống bệnh tim nhưng ung thư tin tức cũng khá thú vị uống rượu bia thường xuyên khiến mọi người có nguy cơ mắc ung thư cao hơn nhưng có một ngoại lệ theo quy tắc đó rượu vang đỏ Uống rượu vang đỏ vừa phải có liên quan đến việc giảm tỷ lệ ung thư vú. Các hóa chất được tìm thấy trong vỏ của nho đỏ được phát hiện có tác dụng làm giảm mức độ estrogen và tăng nồng độ testosterone ở phụ nữ tiền mãn kinh. Chính sự thay đổi hóc môn này có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú. Những chất hóa học trong rượu vang đỏ nhỏ kỳ diệu này có trong nho đỏ cao hơn nhiều so với nho xanh. Vì vậy, nếu bạn thích thưởng thức một ly cốc tai trong bữa tối, hãy lấy một chai Pinot Noir để thay thế. Trò chơi trí óc. Quá nhiều ly rượu có thể khiến não bạn cảm thấy hơi mờ nhạt, nhưng một ly trong bữa tối là vừa phải. Uống rượu hàng đêm đó thậm chí có thể bảo vệ não của bạn khỏi cục máu đông hoặc chảy máu. Những người uống một hoặc hai ly mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn 8%. Đột quỵ. Tuy nhiên, đừng phát điên lên. Những người nghiện rượu nặng, uống ít nhất 4 ly mỗi đêm, có 14% nguy cơ mắc bệnh đột quỵ hơn những người không uống rượu hoặc chỉ thỉnh thoảng mới uống rượu. Một ly rượu vang đỏ trong bữa tối cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, những người uống rượu vang đỏ vừa phải có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 23% so với những người ai không uống. Lão hóa những lợi ích, thật không may, ngoài nếp nhăn và kính đọc sách, người lớn tuổi có một ba mờ để xem xét, tất cả những lợi ích từ rượu vang đỏ không giúp ích gì cho người già. Trên thực tế, dù chỉ một ly mỗi ngày cũng có thể gây hại. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ cao tuổi, trung bình 76 tuổi Uống một ly rượu mỗi ngày cho thấy những giảm nhỏ trong chức năng tim. Điều này là do kích thước của thành của một trong các buồng tim tăng lên. Vì vậy, hãy tận hưởng nó khi còn trẻ, các con. Mặc dù một ly rượu vang đỏ hàng đêm chắc chắn có vẻ như nó có thể là một phần của lối sống lành mạnh, không cảm thấy như bạn phải uống hàng ngày, cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia không khuyến khích uống rượu chỉ vì sức khỏe tim mạch. Thêm vào đó, rượu có thể gây nghiện và uống quá nhiều sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe lớn, nhưng nếu bạn có thể hấp thụ một cách an toàn, có vẻ như có ít nhất một số lợi ích ngoài, rất hoan hô. Cảm ơn bạn đã đã xem. Daily wine. Rượu vang uống hàng ngày.